Xin chào mừng quý vị khán giả yêu bóng chuyền đã quay trở lại với những tin tức nóng hổi và kịch tính nhất. Mở đầu là thông tin thể hiện rõ sự quyết tâm mãnh liệt của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội trưởng Bích Tuyền đã lên tiếng khẳng định sự tự tin tuyệt đối trước mục tiêu chinh phục ngôi vương tại VTV Cup 2024. Với ánh mắt rực lửa và lòng quyết tâm không gì lay chuyển, Bích Tuyền và các đồng đội đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến để giành lấy chiếc cúp danh giá, mang vinh quang về cho tổ quốc. Trái ngược hoàn toàn với sự tự tin và quyết tâm của đội tuyển Việt Nam, câu lạc bộ bóng chuyền nữ Incheon Korea Espoir Hifas, một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, lại tỏ ra thận trọng hơn khi đặt ra mục tiêu khiêm tốn tại VTV Cup 2024. Liệu sự khiêm nhường này là chiến thuật giấu bài, hay họ thực sự đang gặp khó khăn? Chúng ta sẽ phải chờ đợi xem những diễn biến bất ngờ nào sẽ xảy ra trên sân. Và cuối cùng, thông tin mà chắc chắn được đông đảo người hâm mộ mong đợi, làm thế nào để xem trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024? Giải đấu này sẽ diễn ra ở đâu, vào thời gian nào? Hãy đón xem để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc hấp dẫn nào của cuộc đua đến ngôi vô địch. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, đội trưởng Bích Tuyền tự tin trước mục tiêu vô địch VTV Cup 2024. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 8 đến 31 tháng 8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Hiện tại, các công tác chuẩn bị cho giải đấu đã được hoàn tất, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ cả nước một mùa giải bóng chuyền sôi động tại mảnh đất cố đô thơ mộng. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đương kim vô địch của giải đấu này. Tuy nhiên, công cuộc bảo vệ chiếc cúp danh giá của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt được dự báo gian nan hơn so với năm ngoái. Các đối thủ tại VTV Cup 2024 có chất lượng chuyên môn rất cao, đến từ những nền bóng chuyền hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Nga. Trong lần thứ hai tham dự VTV Cup, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Bích Tuyền nhận định giải đấu năm nay sẽ vô cùng hấp dẫn khi quy tụ những đối thủ mạnh. Cô cũng có những chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển trước khi bước vào hành trình cam go. Tôi cảm thấy hào hứng trong lần thứ hai tham dự VTV Cup. Đây là một sự kiện có sức nóng rất lớn tại Việt Nam và năm nay các đối thủ đều có chất lượng chuyên môn cao, đến từ các nền bóng chuyền phát triển trên thế giới. Toàn đội sẽ cố gắng cống hiến hết mình để mang đến cho khán giả trên sân và cả nước những pha bóng đẹp và quan trọng hơn là bảo vệ thành công chức vô địch. Với việc thiếu vắng chủ công Trần Thị Thanh Thúy, sức mạnh trên hàng công của đội tuyển Việt Nam được đặt vào tay của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Lối chơi của chúng ta nhiều khả năng sẽ xoay quanh cầu thủ mang áo số 10, với những vệ tinh đáng chú ý sẽ hỗ trợ xung quanh như Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trà My, Phạm Thị Nguyệt Anh, Trần Tú Linh hay Vi Thị Như Quỳnh. Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Trà Giang, Lê Thanh Thúy và Phạm Thị Hiền tiếp tục là những phụ công được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tin dùng ở mặt trận phòng ngự trên lưới. Bộ đôi chuyền hai của tuyển nữ Việt Nam là Đoàn Thị Lâm Oanh và Võ Thị Kim Thoa, trong khi vị trí libero vẫn là gương mặt quen thuộc Nguyễn Khánh Đan và Lê Thị Yến. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ nu lấy đi Bundok, Philippines, Quanis VC, Kazakhstan và Incheon Hifas, Hàn Quốc. Trong khi đó, bảng B sẽ có sự xuất hiện của các đội King World Taipei, Đài Bắc Trung Hoa, Aranme Yamagata, Nhật Bản, Hà Nam, Trung Quốc và Korabenka, Nga. Thông tin tiếp theo bất ngờ, ứng cử viên vô địch VTV Cup 2024 đặt mục tiêu khiêm tốn. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Incheon Korea Espoir Hifas được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký của tuyển nữ Việt Nam tại VTV Cup 2024. Câu lạc bộ Incheon Korea Espoir Hifas đã khởi hành đến Việt Nam từ sân bay Incheon vào ngày 22 tháng 8 để tham dự giải đấu bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 khởi tranh từ ngày 24 tháng 8 đến 31/8 tại Ninh Bình. Bước vào giải đấu này, đại diện Incheon Hifas cho biết đội hướng tới hai mục tiêu chính, đó là tìm lại cảm giác thi đấu và tích lũy kinh nghiệm. Do không có nhiều cơ hội thi đấu giao hữu giữa các đội trong nước, Hifas hy vọng rằng giải đấu này sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải quốc nội sắp tới. Ngoài ra, việc đối đầu với các đội bóng từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ giúp câu lạc bộ Hàn Quốc tích lũy thêm những trải nghiệm mới mẻ. Trước đó, các cầu thủ của đội nữ Jeong Quang Giang đã tham gia giải Future Star Thượng Hải 2024 và chia sẻ rằng họ đã học hỏi được rất nhiều từ những kinh nghiệm quốc tế tại giải đấu này. Incheon Hifas hy vọng sẽ thu được những hiệu quả tương tự từ VTV Cup 2024. Lee Jung Jung, người đã từng tham gia VTV Cup vào năm 2017 khi còn thuộc đội Suwon City Home, không giấu nổi sự hào hứng trước thềm sự kiện đình đám này. Chúng tôi đã không có nhiều cơ hội thi đấu giao hữu với các đội khác, thay vào đó, chúng tôi tập trung vào các buổi tập luyện nội bộ và tổ chức nhiều trận đấu tập để phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Giải đấu này sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thể hiện hướng đi mà chúng tôi sẽ theo đuổi trong tương lai.
cá nhân tôi cũng rất mong đợi xem mình có thể thể hiện những thay đổi mà tôi đã theo đuổi trong thực chiến như thế nào. Trong khi đó, cầu thủ trẻ nhất đội, Kim Mi-jin chia sẻ với tờ The Star rằng việc thi đấu quốc tế có nhiều khác biệt so với các giải đấu trong nước. Khi còn học trung học, tôi đã từng đến Nhật Bản một lần, và tôi thấy rõ môi trường và không khí thi đấu ở đó rất khác biệt. Tôi nghĩ lần này cũng sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ ở Việt Nam. Tôi có chút lo lắng liệu mình đã chuẩn bị đủ chưa, nhưng tôi cũng rất mong đợi được gặp gỡ nhiều cầu thủ khác và trải nghiệm những trận đấu thú vị. Theo kết quả bốc thăm, Jim Chelhipas nằm ở bảng A cùng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Nulady Bundok, Philippines và Kianis, Kazakhstan. Bảng B bao gồm các đội King Wales, Đài Loan, Korabenka, Nga, Hà Nam, Trung Quốc và Anime, Nhật Bản. Tổng cộng có 8 đội sẽ thi đấu vòng bảng trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra đội vô địch. Và cuối cùng, thông tin nhận được nhiều sự quan tâm khi nhiều khán giả thắc mắc xem trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 diễn ra ở đâu? Khi nào? Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Federoli Cup 2024 được tổ chức từ ngày 24 tháng 8 đến 31 tháng 8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Mùa giải năm nay chứng kiến sự thay đổi lớn khi ban tổ chức quyết định mời về những khách mời quốc tế có chất lượng chuyên môn rất cao, đến từ những nền bóng chuyền hàng đầu châu lục và thế giới. 8 đội bóng tham dự VTV Cup 2024 gồm đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, King Will Taipei, Đài Bắc Trung Hoa, Aranme Yamagata, Nhật Bản, Hà Nam, Trung Quốc, Korabenka, Nga, Nulady Bundok, Philippines, Quanis VC, Kazakhstan và Jimcheohipas, Hàn Quốc. Để giúp quý độc giả dễ dàng theo dõi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật link xem trực tiếp giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 ngay khi sự kiện diễn ra. Bên cạnh đó, tất cả các trận đấu sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp với chất lượng hình ảnh và âm thanh sắc nét, mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm tuyệt vời nhất. Giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục làm nức lòng khán giả với những pha bóng mãn nhãn và những màn đối đầu nảy lửa. Với chất lượng chuyên môn đỉnh cao, VTV Cup 2024 sẽ là nơi quy tụ những trận cầu đỉnh cao, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Ở mùa giải năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi lần lượt giành chức vô địch và ngôi Á quân với hai đội hình. Năm nay, liệu họ có tiếp tục giữ vững phong độ và làm nên lịch sử? Hãy cùng chờ đón và cổ vũ cho đội nhà trong hành trình chinh phục đỉnh cao tại VTV Cup 2024.